chuyện gì đã diễn ra? Có nhiều người đến đây không? Tất nhiên rồi. Vào thứ hai vừa rồi, người cai trị của Zat An Khaima đã đến thăm trung tâm thử nghiệm và chứng nhận của chúng tôi tại Saza. Ông ấy đến để kiểm tra dự án à? Vâng. Và nó như thế nào? Rất thú vị. Rất vui. Vâng. Để tôi kể cho. Bạn biết đấy, tôi nhớ trước đó tầm 3 tiếng, 4 tiếng gì đó, có rất nhiều người đến đây. Lực lượng an ninh kiểm tra mọi thứ, với chó, với mọi thứ, cả máy bay trực thăng, đủ thứ. Sau khi xong xuôi, tầm 2 hay 3 giờ chiều, thì quốc vương tới thăm. Wow, vậy là trước khi quốc vương tới thăm nơi này, lực lượng an ninh đã tới kiểm tra mọi nơi. Vâng, nhiều xe lắm. Nhiều xe, nhiều chó kiểm tra. Điều đó tốt mà. Vâng, rất tốt. Ông ấy, tôi cảm nhận rằng ông ấy rất tốt, thân thiện. Bạn biết không, tôi cảm thấy ông ấy kiểu như một người rất đơn giản. Như này này, bắt tay tôi. Như này. Rất là vui. Còn về các đoàn khác, không phải đoàn của các sách, thì thế nào? Ví dụ, hôm qua có một phái đoàn từ Italy này. Từ Italy tới đây ư? Họ đến hầu như hàng ngày. Từ Ấn Độ, từ châu Âu. Từ Ả Rập Xê Út. Rất nhiều đoàn khác nhau. Họ muốn tới và đưa công nghệ này về quốc gia của họ à? Vâng. Nó đẹp mà. Nó thật tuyệt vời. Mọi người đến kiểm tra nó cụ thể như thế nào? Nó là gì? Ai mà có thể biết được có một thứ ở đây? Nó chỉ là một điểm khởi đầu ở Saza đúng không? Vâng. Theo kế hoạch, nó còn phát triển ra khắp thế giới cơ mà. Vâng, chắc chắn vậy. Bạn đang làm việc vì điều đó. Vâng. Nào các bạn, chúng ta sẽ đến gà tiếp theo. Chúng tôi di chuyển chỉ tính bằng giây, không tốn thời gian, không vướng giao thông khác, không xăng dầu và nhiều thứ khác. Nếu bạn có công việc phải đi từ nơi này đến nơi khác, khi bạn có việc, bạn vẫn có thể đọc sách, nghiên cứu hay bất cứ việc gì. Bạn không cần phải có tài xế. Ở đây có tất cả. Hãy tưởng tượng nếu bạn có cơ hội đến sân bay theo cách như này. Điều đó có nghĩa là bạn không phải chịu cảnh tắc đường. Và chúng tôi có giải pháp di chuyển thuận tiện nhất cho bạn, như VIP. Vâng, bạn có thể đăng ký ở đâu đó trong trung tâm mua sắm. Sau đó đi thẳng đến phi trường mà không phải lo tắc đường, như đi ô tô hay đi taxi và những thứ đại loại như vậy. Ví dụ, chuyến bay của bạn bắt đầu lúc 11 giờ sáng. Bạn đến đây, bạn biết chính xác đi từ đây đến chỗ kia là 25 phút. Bạn không còn phải lo sợ tắc đường nữa. Bạn không phải lo lắng về những thứ khác bên ngoài. Bởi vì... Nhân tiện, bạn thấy rằng hôm nay rất gió. Gió rất mạnh. Vâng. Bạn có thể thấy hệ thống của chúng tôi vẫn đang hoạt động rất hoàn hảo. Nghĩa là hệ thống của chúng ta hoạt động cả trong điều kiện mưa, gió, mà không có vấn đề kỹ thuật nào có thể xảy ra. Chính xác như vậy. Quá là tuyệt vời. Bạn có thể ngồi chỉnh nhạc, điều hòa không khí, mọi thứ, thậm chí cả ánh sáng. Và tất nhiên, việc triển khai hệ thống như này, nó rẻ hơn nhiều lần so với việc triển khai bất kỳ hệ thống nào khác. Vậy ư, ví dụ khoảng bao nhiêu lần? Bạn hãy xem, khi xây dựng một nhà ga, chúng tôi không cần những cấu trúc bê tông nặng nề. Điều đó có nghĩa là, so với tàu điện ngầm, chúng tôi sẽ rẻ hơn 5 lần. Như vậy, nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn nhiều cả trong xây dựng và rẻ hơn về tiền bạc. Vâng, vì không có xây dựng. Bởi vì có ít xây dựng, thực tế ít thi công hơn, chỉ dành cho nhà ga. Ngoài ra, thì bạn chỉ cần cố định đường ray và đi cùng với hệ thống điều khiển của bạn. Vâng, hoàn hảo. Hãy xem ai đã xây dựng những đường ray này và họ làm như thế nào. Nhưng không phải là tất cả đều đơn giản. Thưa quý ông bà, trong trường hợp chúng ta đi đến công trường xây dựng, chúng ta cần đội mũ bảo hiểm và áo khoác. Ở đây, trên hết là vì sự an toàn sức khỏe của bạn. Okay. Like that.
Chúng ta đã ra ngoài. Chúng tôi hiện đang thực hiện một trong những dự án của mình. Dự án lớn hơn của chúng tôi, nó được gọi là đường thử số 4. Vâng, bên cạnh chúng ta đây, chúng tôi có tổng cộng 4 tuyến đường. Một đã xong, thậm chí đã xong cả chứng nhận. Bên phải, đằng kia, chiều dài khoảng 400 mét. Đó là lý do tại sao hiện tại chúng tôi đang xây dựng thêm 2 tuyến nữa. Mỗi tuyến dài 2,4 km. Cái này vừa mới hoàn thành xong trong vài tháng gần đây. Hiện tại, chúng tôi đang chờ xe điện của mình được chở từ châu Âu tới để bắt đầu vận hành và thử nghiệm trực tiếp trên đường đua. Ok, vậy là xây dựng thì đã hoàn thành, chỉ là đang chờ tàu tới và... Chính xác, thưa sếp. Hiện tại, công việc xây dựng đã hoàn thành. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ bắt đầu tự kiểm tra chiếc xe. Nó được gọi là U-Bus. Chúng tôi gọi như vậy là vì sức chứa của nó lên đến 25 hành khách. Tốc độ tối đa cho toa xe điện này lên tới tầm 150 km mỗi giờ. Vì vậy, có nghĩa đây là thử thách của chúng tôi, trình diễn cho công chúng để chứng minh rằng chúng tôi có thể đạt được tốc độ này. Bởi vì ở đường thử 400 mét đằng kia, do quãng đường quá ngắn, chúng tôi không thể chạy lên vận tốc tối đa, chỉ cho tàu chạy ở khoảng tốc độ tối đa 60 đến 65 km mỗi giờ. Ở đây, tốc độ sẽ đạt 130 đến 150 km mỗi giờ. Không thể xảy ra như này các bạn ạ, nhưng chúng tôi đã làm được, đã vào trong nó. Vâng, vì chúng tôi là những vị khách đặc biệt. Có lẽ hôm nay chúng tôi đã rất may mắn, rất vinh dự được đến đây và nhìn thấy những điều này. Nó rất đẹp. Nó không đẹp như bình thường. Chúng ta đã làm ra nó. Theo quan điểm của tôi, vâng, đây là hệ thống giao thông tiên tiến nhất so với bất kỳ hệ thống nào đã có trên hành tinh. Ok. Có rất nhiều hệ thống có sẵn, nhưng chúng không quá tiên tiến. Có rất nhiều ý tưởng để làm một cái gì đó, nhưng thực tế họ không có gì. Chỉ là các bản vẽ và ý tưởng. Đây là hệ thống hoạt động nhé. Thực sự, chiếc máy này có thể đạt tốc độ hơn 500 km. Hơn 500 km cơ à? Vâng. Và có bao nhiêu hành khách bên trong? Tàu này dành cho 6 người. Chúng ta có thể vào trong không? Tất nhiên rồi. Wow, hoàn toàn là xe điện. Loại vận tải này, cái này là mẫu dự án của bạn phải không? Đây thực sự là hệ thống giao thông của chúng tôi. Chúng tôi gọi là vận chuyển cao tốc. Cỗ máy này có thể đạt tới vận tốc 500 km mỗi giờ. 500? Vâng. Km mỗi giờ? Vâng. Ý là, nó như máy bay cỡ nhỏ, và cái ở đây chạy trên mặt đất. Không nhỏ đâu, 500 km mỗi giờ là tốc độ của máy bay bình thường. Thông thường máy bay bay 900 km mỗi giờ. Đôi khi nó cũng có thể chỉ bay 500, 600. Vậy mất bao lâu cho chuyến đi? Ví dụ, với hệ thống này, chúng ta có thể đi từ Dubai đến Abu Dhabi chỉ mất 15 đến 20 phút. Chỉ 15, 20 phút thôi sao? Vâng. Chúng tôi cần như vậy. Thực sự, thậm chí còn ít hơn, nhưng cũng đã tính đến thời gian bạn đến ga, rời ga và quay trở lại ga. Nếu bạn có việc ở Abu Dhabi, bạn lên hệ thống ở Dubai. Sau 15 phút, bạn sẽ thấy mình ở đó. Có bao nhiêu hành khách có thể đi? Chúng tôi có các giải pháp khác nhau, bắt đầu từ 6. Có thể lên tới 24. 6 đến 24 hả? Vâng. Tùy thuộc vào lưu lượng hành khách, từ đó chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn. Tôi biết. Bây giờ chúng ta đang nói về chiếc xe điện của mình. Còn dưới mặt đất, có những xe như Tesla, như những chiếc xe khác bắt đầu làm. Vâng. Chúng chạy dưới đất. Dự án của các bạn gọi là gì? Nó chạy phía trên. Lên hẳn bên trên bề mặt. Chính xác, chúng tôi gọi vận chuyển của mình nằm ở cấp độ đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn nhìn cấp độ mặt đất, nơi tất cả các phương tiện giao thông ở đó, khi đó, ý tưởng của tiến sĩ Anatoly là di chuyển vận chuyển lên cấp độ đầu tiên. Vâng. Và ở cấp độ đầu tiên, sẽ không có hành khách khác, không có người băng qua đường, không có các loại ô tô khác. Tàu có thể di chuyển thực sự tự động. Chúng tôi có hệ thống điều khiển hệ thống hoàn toàn tự động.
Và điểm chính yếu là chúng ta hoàn toàn có thể tránh được tắc đường. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tránh được tai nạn giao thông. Con tàu này, nó là độc nhất vô nhị bởi vì nó có hình dạng khí động học rất đặc biệt. Và nó rất kinh tế vì nó có động cơ chỉ 500 mã lực. Nó không tiêu tốn nhiều năng lượng. Vâng. Và nó là xe điện. Quan điểm của tôi, chiếc xe này là phương tiện vận chuyển bền vững nhất. Không phải vì nó là xe điện, nó mặc định là xe điện rồi, mà bởi vì nó tiêu thụ rất ít năng lượng. Vâng. Vì vậy, nó rất hiệu quả. Vậy còn rủi ro của cái này thì sao? Kiểu như mọi phương tiện điện hoặc mọi dự án đều có những điều tích cực và tiêu cực. Bạn nghĩ những rủi ro của nó là gì? Chỉ có duy nhất một rủi ro là chấp nhận sự bảo thủ của con người và để họ tiếp nhận nó với sự miễn cưỡng để thực hiện các công nghệ mới. Chỉ có duy nhất rủi ro này, không có rủi ro nào nữa. Bởi vì nếu công nghệ này đến với mọi người, khi đó tất cả mọi người, tất cả các quốc gia, họ đều được hưởng lợi từ điều này. Ồ, tôi đã hiểu. À, mà chúng ta lái chiếc xe này như thế nào? Tôi có thể lái nó một chút chứ? Không, nó hoàn toàn tự động. Hả? Vẫn tự động hả? Nó hoàn toàn tự động chứ? Nó được điều khiển bởi hệ thống. Thực ra, có hai hệ thống điều khiển. Có hệ thống điều khiển trung tâm và có hệ thống điều khiển cấp 2. Chúng nằm bên trong máy. Wow, như kiểu điện thoại của bạn. Bạn lái cái này, điều khiển cái kia hả? Không. Theo nghĩa là máy tự nó hoạt động. Nó quan tâm đến an toàn, đến khoảng cách, tốc độ, vị trí, tất cả. Cộng với điều này, hệ thống chỉ huy trung tâm, nó quan tâm đến sự an toàn và kiểm soát tất cả các phương tiện của toàn khu phức hợp. Vì vậy, nó có nghĩa là có hệ thống kiểm soát hai cấp độ, đảm bảo an toàn cho khu phức hợp. Wow! Các bạn đã có chứng chỉ để cái này hoạt động rồi chứ? Hay còn cần nhiều giấy tờ nữa? Không, để tôi giải thích nhé. Cái kia là đường thử đã hoàn thành năm 2020. Năm 2020 đã chứng nhận tốt rồi. Chúng tôi đã được phép và được bật đèn xanh cho phương tiện di chuyển từ nơi cấp phép địa phương, công viên nghiên cứu công nghệ và sáng tạo Saga. Còn cái này, chúng tôi đã bắt đầu chứng nhận một năm trước. Vào cuối năm 2022, tháng 11, chúng tôi bắt đầu hoạt động chứng nhận. Thời điểm đó, tất cả các cấu trúc vẫn chưa hoàn thành hết. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu chứng nhận từng phần. Từng phần một, từng cấu trúc một. Và đến hôm nay, bạn hãy nhìn trước mặt chúng ta, những kết cấu thép này có 8 cột, 8 trụ trung gian để hỗ trợ. Tất cả các hỗ trợ trung gian này đã được chứng nhận. Có nghĩa là chúng đã được chứng minh là an toàn cho vận chuyển của chúng tôi. Và thử thách tiếp theo bây giờ của chúng tôi là bắt đầu chứng nhận bản thân cấu trúc theo dõi. Đây là một hệ thống khá phức tạp. Nó bao gồm các vật liệu khác nhau, thành viên cấu trúc khác nhau, vân vân. Đó là lý do tại sao đây là nhiệm vụ đầy thách thức của chúng tôi khi bắt đầu chứng nhận của cấu trúc theo dõi. Và sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu chứng nhận các nhà trạm. Như chúng ta thấy, ở ngay trước mặt đây, các trạm sẽ được chứng nhận. Và cuối cùng sẽ là chứng nhận của chính chiếc xe điện. Vậy thì phải mất một thời gian dài để có được chứng nhận đấy nhỉ? Điều này phụ thuộc vào, ví dụ, khi chứng nhận đường thử thứ nhất, mất khoảng thời gian khoảng độ 3-4 tháng. 3-4 tháng à? Vâng, ở đây nó sẽ xấp xỉ, tầm đó thời gian có thể lên tới 5 tháng, cũng có thể ngắn hơn. Chúng tôi sẽ giải quyết, chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Vì vậy, bây giờ bạn có thể vận hành cái này ở bất cứ đâu ở Saga chứ? Không chỉ ở Saga, mà bất cứ ở đâu, trên toàn UAE, nếu đạt chứng nhận này. Bởi vì chứng nhận này không như là một số chứng chỉ địa phương, chỉ dành cho vài mục đích nhất định. Chúng tôi đã thuê một trong những tổ chức chứng nhận nổi tiếng trên toàn thế giới, là TUV.
Hơn nữa, nó có sẵn ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở tất cả các châu lục. Đó là lý do tại sao chứng chỉ của chúng tôi, về cơ bản, sẽ được áp dụng ở phần lớn các khu vực. Tất nhiên, chúng tôi phải thực hiện một số bước hành động để có thể bổ sung. Và đây có thể nói, một phạm vi nhiệm vụ lớn đã được hoàn thành. Nó đã được thực hiện. Đây là điểm thực sự thú vị. Bạn đã thiết lập tầm nhìn chưa? Bạn có thể hoạt động ở mọi nơi. Vậy tại sao lại không hoạt động ngay bây giờ? Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn thương mại hóa các dự án của mình. Chỉ tiếp thị thương mại. Vâng, vâng. Chúng tôi có công ty chị em User Coverage. Đây là một trong những công ty của chúng tôi. Trong nhóm lớn hơn của nhóm công ty UST, Unisiki Searching Technology. Và User Coverage chịu trách nhiệm tiếp thị, phát triển kinh doanh cho các dự án. Đây là nhiệm vụ của họ. Vì USERKAI chắn tốt là đơn vị vận hành trung tâm sát hạch và các chứng chỉ USERKAI. Nên những gì chúng tôi đang làm ở đây, chúng tôi thử nghiệm, điều chỉnh, sửa đổi các giải pháp của mình, chúng tôi chứng nhận chúng, để có thể áp dụng ở khu vực Miner địa phương, Trung Đông và Bắc Phi. Thực sự thú vị. Cái này đang được xây dựng đúng không? Đây là công trình, cấu trúc tòa nhà đã hoàn thành. Hiện tại, chỉ còn lại phần hoàn thiện bên trong. Chỉ còn bên trong mà. Vâng, chính xác. Và đằng sau cấu trúc này, bạn sẽ thấy ở đó, kết cấu thép đang được lắp dựng. Đây là một công việc quy mô nhỏ. Chúng tôi đang dựng chúng để sắp xếp cho phép khu vực bảo trì trong tương lai của U-Bus. Aha, chúng ta đã nói về chi phí, như nếu ai đó trong tương lai. Giá vé mỗi người là bao nhiêu để đi tới, ví dụ? Nó phụ thuộc vào chính phủ họ muốn tính phí bao nhiêu thôi. Ok. Tất nhiên, dù sao nó sẽ rẻ hơn nhiều so với sử dụng máy bay. Rẻ hơn nhiều lần là đằng khác. Nó có nghĩa là, với hệ thống này, chúng tôi đang tạo cơ hội cho mọi người đi du lịch ít tiền nhất. Giá vé? So với cái khác. Tôi biết rồi. Và ở đây cũng có thể xem bản đồ này. Chính xác, máy ảnh và mọi thứ. Vì vậy, nó có nghĩa là đây là cách nó hoạt động. Ôi, có mát xa ở ghế hoặc thứ gì đó kiểu thế nữa này.